Hãng tin Reuters của Anh ngày hôm qua thì đưa tin cho hay tổ chức Hồi giáo IS đã tuyên bố bắt đầu cuộc chiến kinh tế, tài chính bằng việc thành lập một ngân hàng riêng mình tại thành phố Mosul lớn thứ hai của Iraq. Ngân hàng này được cho là sẽ cung cấp các dịch vụ cho người dân, bao gồm gửi và rút tiền, cũng như trao đổi tiền tệ. Các chuyên gia kinh tế Iraq cho rằng việc IS mở cửa ngân hàng là bất hợp pháp và đây được coi là bắt đầu một cuộc chiến tranh kinh tế và tài chính của IS nhằm vào chính phủ Iraq. Vào tháng 11 năm 2014, IS cũng thông báo sẽ phát hành tiền tệ riêng, bao gồm các đồng xu bằng vàng và bạc, nhằm tách khỏi hệ thống tài chính của Syria và Iraq. Tuy nhiên, do những nguyên liệu thô để chế tạo tiền khan hiếm và thiếu hệ thống tài chính, nên tiền tệ của IS đã không thể lưu hành trong thị trường.